Hello, chào anh em nha. Chào mừng anh em trở lại kênh của Máy Tính Cung Mai. Thì hôm nay mình quay review một con camera ở trên đỉnh cột điện. Anh em nhìn đâu? Đó, trên đỉnh cột điện. Cột điện này là cột điện cao thế. Đó, nó có 3 dây kìa. Thì của cái nhà bên kia kìa. Họ xây nhà. Thì mình lắp cho họ từ lúc đổ móng đến bây giờ là khoảng gần 1 năm rồi. Đấy, họ nhà bây giờ nhà hoàn thiện rồi thì bắt đầu mình tháo cái cam này từ đây để lắp sang bên kia. Lắp sang bên kia nhá. Thì tại sao mình quay trên cột điện này thì bây giờ mình sẽ dỡ lỗ này. Anh em nhìn này. Đó. Đây, mình cắt cái đai của nó ra rồi. Mình lấy cái đai của bên điện lực ấy. Mình cột vào cái cột tròn này, cột vào cái sắt này. Thì bây giờ mình sẽ đi xuống nhá. Thì mình sẽ nói trước tiếp câu chuyện vì sao mà mình lại quay trên đỉnh cột điện này. Không một tí mái che nào luôn anh em nhá. Đấy. Hoàn toàn nó như thế này luôn. Rồi, cực ngon luôn. Rồi. Đấy, để xoay ra bên công trình bên kia, bao quát công trình toàn diện luôn. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ leo xuống. Khoảng cách cái thang này từ đây lên trên đỉnh kia nó rơi vào khoảng 5 mét nhé. Mình treo nó khoảng 5 mét. Đây là em nó này. Đấy. Mình sẽ để xuống đây để mình xoay chi tiết. Đây anh em nhìn này. Cái thấu kính của nó này, mặc dù nắng nó chiếu ngược nhé. Bên đấy là nắng nó chiếu ngược chiều vào đây luôn. Đấy, mà cái thấu kính của nó vẫn trong trong mắt này. Vẫn trong vắt nha. Đây là hai chiếc đèn là tối nó sáng phun màu ấy, thì có hiện tượng là nó hơi bị ngả vàng rồi nhưng vẫn dùng ok nhá. Đây là cái đèn hồng ngoại này, thì hai đèn này là hai đèn sáng. Khi mà chúng ta tắt hai đèn này, chúng ta bật đèn này thì nó sẽ về chế độ đen trắng, còn khi mà bật hai đèn này nó sẽ về chế độ màu. Đó. Thì nhìn chung là gần 1 năm thì mọi thứ thì vẫn ok, nhựa nhớ vẫn tốt, chất lượng hình ảnh vẫn đẹp. Đấy. Cái xe thẻ nhớ của nó bên trên này, mã này là mã iMount nhá, F42 quay quét. Đấy, đây là mình sẽ F42 quay quét. Cực ngon luôn, để trong công trình xây dựng. Độ phân giải 40 megapixel, full 2K video ấy, mình lắp cực ngon rồi. Đây là cái đai của nó, đây là cái hộp sắt mình luồn vào, xong mình bắt cái chân đế vào đây, bắt cái đai hộp ở trên để cái dây nguồn của cái này mới ở trong này, và cái mình đai mình cột vào cột điện cực chắc luôn. Và cái này nó là quay 360 độ này, nó là PTZ iMount ngoài trời. Đây là cái khóa để mở khóa ra đây. Đây là cái mã của nó nhé. Mã của nó là S42 FP. Mã này là F42FP nhá. F42FP. iMount F42FP. Cực ngon luôn, ngoài trời. Anh em phải biết cái ngược nắng ấy nó mà chiếu đây này ảnh hưởng rất chi là đến cái cảm biến hình ảnh trong này. Mà hiện tại con này chạy vẫn thấy ngon, độ nét vẫn cao. Vẫn như lúc ban đầu. Ok anh em, đây là một buổi review camera tại nơi lắp đặt khi mà đã được 1 năm. Mình tháo xuống thấy bất ngờ vì chất lượng của nó quá tốt. Tất cả thấu kính như nhau vẫn còn ngon luôn. Rồi, chào anh em nhé. Anh em xem thì cho mình xin một đăng ký kênh nhé. Một comment đóng góp ý kiến. Đây là khu vực quy hoạch. Đường mới mở trên mình nhé. Với giá khoảng hơn 2 tỷ một lô. Rồi, chào anh em nhé.